Nói một chút về cái cấp chứng ngoại khoa tim mạch theo cái đề nghị của bên bộ môn nội tim mạch. Có được, nếu không có tớ đều phải bỏ dạy được. Vấn đề gì? Nội dung chính chúng ta có mấy cái vấn đề, các bạn tra thêm bài ở trên cái trang web là timmachviệtdức.org. Cũng có chấn thương tim, trong đó có một chút về vết thương tim, BIS là như vậy. Thiếu máu chi dưới thì chủ yếu nói về cái thứ mãn tính, tuy nhiên là lướt qua một chút về cấp bán cấp cho các em nghe thôi, vì có thời gian nó sẽ nói, vì thời gian rất là gấp rồi nên là nói nhanh thôi. Thứ ba là vết thương mạch máu, thì trong đó có cái phần chấn thương mạch máu là cái chúng ta cũng có thể gặp thực tiễn. Đây là ba lĩnh vực mà theo yêu cầu của bên bộ môn tim mạch chúng tôi nói. Thứ nhất về chấn thương tim, ta thấy là tỷ lệ chúng ta gặp trên thực tiễn là vết thương tim nhiều hơn chấn tim rất nhiều, chủ yếu gặp là vết thương tim. Nhưng mà tôi lại nói ở đây nói chấn thương tim vì trong cái môi trường nội khoa ấy, các em sẽ gặp chấn thương tim nhiều hơn, mặc dù có 10 ca vết thương tim mới có 1 ca chấn thương tim thôi. Nhưng vết thương tim thông thường là theo hệ thống nó chuyển đến cơ sở ngoại khoa. Chúng ta làm nội thì chúng ta sẽ được tiếp nhận những bệnh nhân mà chấn thương tim, tức là do chẩn đoán nhầm, chẩn đoán sót lẫn sang cái vấn đề khác thì chúng ta sẽ gặp vào đó. Đó. Rất hiếm gặp trên thực tế vì là một cái nghiên cứu trên thế giới rất lớn, rất nhiều người tra cứu ở đấy cho thấy rằng là đối với những đa chấn thương ở bệnh nhân tử vong ấy mà có chấn thương ngực ấy thì 50-70% đa chấn thương đó có chấn thương tim kèm theo. Đó. Nhiều chấn thương tim rất nhiều. Nhưng theo thực tế chúng ta gặp ít như vậy. Ít như vậy. Có hai lý do. Lý do nhất là những cái chấn thương nhẹ chúng ta không làm sao chúng ta biết được. Chúng ta không gặp, không biết được. Một cái đụng dập màng tim, đụng dập tí cơ tim, chúng ta không thể sao chúng ta biết được. Điện tim không lý gì, men tim chỉ hơi tăng không đáng kể, mà cái men tim tăng trong cái tra chấn thương thì không có ý nghĩa gì cả. Đó. Cũng giống như đi me trong tắc mạch chi dưới nhồi máu phổi không có ý nghĩa gì cả. Tôi khẳng định luôn các em điều đó. Tôi làm rất nhiều về nhồi máu phổi, thầy Hải giảng bài hôm nãy rồi. Đi mẹ không có ý nghĩa gì. Thế cho nên là cái xét nghiệm men tim không có ý nghĩa gì. Thế còn những trường hợp nặng này thì chết giáo hiện trường rồi. Nặng nhất là gì? Ô tô đè vào ngực này. Bánh rách một tí trên đỉnh đầu này. Thế quả tim nó nằm đây. Đấy là mổ thực tiễn, tôi đã mổ xác đấy. Từ đêm đây vì sao? Vì nó đứt rời cái khung tim. Nó chui có lỗ cổ, chui có lỗ chẩm, chui có não, chui đỉnh đầu nằm đây này. Đấy không? Thế còn cái chuyện mà mổ ngực ra xong rồi cắt sang ngực xong cầm quả tim nhức ra ngoài không phải cắt tiếp gì cả, là chuyện gặp khá thường xuyên, vài năm có một trường hợp như thế, tức là đứt rời cuống tim. Thành ra những trường hợp đó họ chết tại hiện trường rồi, chúng ta không gặp được. Vậy chỉ còn một số rất ít chúng ta có thể gặp được ở trên thực tiễn thôi. Vào chúng ta chính vì vậy chúng ta rất ít người biết về nó và hay bị nhầm, bị sót, bị lẫn sang những vấn đề khác. Có những trường hợp bệnh nhân bị vỡ tim vào bệnh viện đây, vào Bạch Mai nằm thì quen A9 rồi, chiếc ở đấy rồi Dương đưa lên nằm 2 ngày rưỡi ở đây. Sau 2 ngày rưỡi thì ngẫu nhiên siêu âm tim có dịch chuyển ở chúng tôi. Mà lúc lên mổ ra ấy thì sau khi mở màng tim xong ấy, trông ở dưới cái lớp thượng tâm mạc máu chảy này, tức là cái màng thượng tâm mạc, cái màng ngoài tim, cái kim thượng tâm mạc của cơ tim ấy, chỉ còn lớp mỏng như cái bánh đa, mỏng hơn cái bánh đa nhiều, máu chảy ở dưới này, mà chắc chắn chỉ cần vỗ nhẹ tay vào ngực này nó vỡ toang là bệnh nhân ra đi. Thế thành ra đấy là những cái mà có thể lẫn lộn rất nhiều thứ nhá. Cơ chế nó là chấn thương rất mạnh và đột ngột vào cái vùng xương ức va đập này. Tai nạn ô tô, tai nạn xe cộ, tai nạn vô lăng cái gì đập rất mạnh vào vùng xương ức, hoặc ngã cao đập xương ức nữa, không? Nó có hai cơ chế để gây ra cái đó. Cơ chế thứ nhất là cơ chế giảm vào tốc đột ngột. Nó đột ngột giống như chúng ta là gì ạ? Chúng ta đi là đâm dầm vào cái ô tô đâm dầm vào cái này. Thế thì người chúng ta sẽ đập vào cái vô lăng hoặc đập vào thành ghế trước. Đó. Cái bộ xương chúng ta sẽ dừng lại. Những cái gì gắn chặt với xương thì nó sẽ dừng lại theo cái xương. Còn những cái gì không gắn chặt với xương thì nó sẽ bay đi tiếp. Và cái vùng giao diện giữa cái vùng di động đó và vùng cố định đó nó sẽ là cái vùng yếu mà sang chấn là vỡ ở đấy ra. Đó. Thì đấy thì là cái cơ chế giảm vào tốc thứ hai. Giảm vào tốc thứ hai là cơ chế thứ hai cũng là giảm vào tốc là gì? Một cái túi đựng nước. Chúng ta cầm như quả bóng, ta ném mạnh nước cái, ném đất được cái. Thế thì trên với áp lực ném đó nó dừng lại thế thì cái nước ở trong nó phá ra. Và nó tìm chỗ nào yếu nhất của cái quả bóng nó sẽ va vỡ ra túi ra ngoài. Thì đấy cơ chế vỡ tim là cơ chế đó, giảm vào tốc là do đấy. Một cái túi đầy máu nó đập nó va đập mạnh nó bụp nó vỡ ra tìm chỗ nào yếu nhất. Thì chỗ yếu nhất của quả tim thông thường nó là gì ạ? Là cái nhĩ. Thành ra nó hay vỡ ở tiểu nhĩ, nhĩ là vì thế nhá. Động mạch phổi mà hay gặp ở nhĩ nhất, đúng không? Cái thứ hai là cái cơ chế đè ép trực tiếp là do đè rất mạnh vào xương ức. Thì thông thường cái đó chúng ta không gặp trên thực tiễn vì đa số cái đấy là đứt rời cuống tim rồi nát tim rồi dập tim rất là nặng và thường bệnh nhân chết tại hiện trường nhá. Về mặt giải phẫu bệnh ấy thì ở trên bệnh nhân được phẫu thuật tức là số lượng rất ít chúng ta còn sống được. Còn đến bệnh viện được chẩn đoán, đúng không? Một cái câu từ nó không chính xác đâu nhưng tôi nói cho vui thôi chứ không nhớ thôi. 100 cái nặng thì chết mất 900 cái hiện trường. 5 cái chưa chết hiện trường các bác bê bệnh viện thì trong 100 cái bê trên đường về 95 cái chết dọc đường. Về bệnh viện thì chết tiếp 95 cái trong số về bệnh viện vì các bác thì không chẩn đoán ra. Và cuối cùng là chỉ còn một tí bệnh nhân sống được thôi. Anh em những bệnh nhân mà chúng ta chẩn đoán ra được để mà cứu được rất là ít là vì thế. Những bệnh nhân mà chúng ta được phẫu thuật tôi thấy là vỡ cái gì? Nó vỡ một vùng nhĩ là hay gặp nhất, vỡ tiểu nhĩ trái hoặc tiểu nhĩ phải là hay gặp nhất. Đúng không ạ? Cái thứ hai là những thương tổn bên trong tim, ví dụ thường là do va đập trực tiếp, nó còn sống được vừa phải, đứt dây chằng, rách lá van và gây hở van. Đó.
đôi khi có một hai trường hợp chúng tôi cứu được, tức là kèm theo là có vỡ một buồng thất hoặc là vỡ từ hai buồng tim trở lên, tức là có cả nhĩ cả thất thì rất hầu như không gặp. Nếu có rất là hiếm, chỉ có bệnh viện lớn như Việt Đức có thể gặp thôi chứ hầu như không thể gặp được. Thế còn cái chuyện hở van cấp do rách van hai lá, rách van ba lá, rách van đồng chủ thì có thể gặp ra. Về giải phẫu bệnh ở trên cái bệnh nhân mổ tử thi thì bệnh nhân chết rồi. Đây là bệnh nhân trên là bệnh nhân xấu, bệnh nhân chết rồi. Ở bệnh nhân có đa chấn thương, có chấn thương ngực thì thấy rằng là gì? Rất nhiều cái thương tổn. Đi từ tụ máu màng tim, tụ máu cơ tim cho đến là tụ máu ở dọc các van tim, rồi là rách vỡ nhiều buồng tim, rồi đến đứt rời cuống tim và di chuyển như tôi vừa nói, đúng không ạ? Về sinh lý bệnh ấy, sinh lý bệnh thì nó chỉ thấy ở cái nhóm mà còn sống được sau tai nạn đến bệnh viện thôi, chứ còn nhóm chết rồi không nói gì, phải không ạ? Sinh lý bệnh được chẩn, cái nhóm chẩn đoán điều trị thì chủ yếu là các rối loạn do gì ạ? Do máu nó chảy ra màng tim, nó gây ép tim cấp, và các rối loạn do hở van tim cấp. Đó là hai cái rối loạn chính chúng ta gặp trên lâm sàng. Một là do chảy máu ép tim cấp giống như vết thương tim, hai là do rách các van tim gây suy tim cấp, và chúng ta gặp trên lâm sàng với cái dạng chính như vậy. Cái ca mà tôi nói lúc nãy Lê Bình Mai 2 ngày rưỡi nằm ở cấp cứu ấy, là cái ca bị rách van hở van rất nặng mà nhầm với cái suy tim cấp, do bệnh nhân hở van và chuyển đến đây điều trị, sau đó thì mới siêu âm tim phát hiện ra, may là bệnh nhân còn sống được, còn kịp. Bệnh nhân đấy vỡ hai buồng tim đấy, vỡ hai buồng tim mà sống được. Về thể lâm sàng nó có mấy cái thể. Thể thứ nhất là thể vỡ tim, vỡ buồng tim ra. Thể thứ hai là thể đụng dập cơ tim, là cái này chúng ta hiếm, rất khó gặp. Đôi khi chúng ta ngẫu nhiên ta mổ lý do khác, ví dụ chúng tôi bây giờ mổ ghép tim ghép phổi, thế thì đôi khi mổ lấy phổi mổ ra thì cái tim nó đụng dập một tí, đấy gọi là, thì gọi là nhìn ngẫu nhiên là gặp thôi, chứ còn ta hầu như không gặp. Hoặc là chết rồi mổ tử thi do gì đó chứ còn không gặp. Nhóm thứ ba là nhóm chấn thương van tim, cái này chúng ta cũng có thể gặp, tại vì là bệnh nhân có thể cấp cứu sau đó điều trị, sau đó di chứng còn lại là một cái hở van tim gây suy tim, và sau này nên một trong những nguyên nhân của bệnh nhân hở van tim không rõ căn nguyên là người ta phải hỏi xem người bệnh người ta có tiền sử chấn thương không ạ. Đấy là câu hỏi bắt buộc của đối với thầy thuốc chúng ta, là hỏi có tiền sử chấn thương không, vì chấn thương có thể gây một cái đứt dây chằng, gây một rách van, gây hở van tim cấp, gây hở van tim sau này. Thế thì về chẩn đoán vỡ tim ấy, thì về mặt chẩn đoán biểu hiện chủ yếu là các gặp chúng ta gặp là cái biểu hiện ép tim cấp, thì chúng ta phải đọc thêm tài liệu trong này nọ, không rất nhiều điển hình. Thế rồi sau khi bị thương thoáng ngất, trở tỉnh lại thoáng ngất, tức là gì, cái lúc tim nó bị thương thì tim nó bị rung nhị rung thất, nó ngừng tim, nó loạn nhịp mấy cái, và chính cái lúc đó thì gây ra một cái thoáng ngất. Sau đó xuất hiện đau ngực, tức ngực khó thở, tức ngực khó thở lại liên tục và tăng dần. Cái tức ngực khó thở của cái chấn thương tim, nó có một của cái thế vết thương tim, chấn thương tim nó có một cái đặc điểm, tức là cái đau ngực khó thở của nó nhiều hơn rất nhiều so với cái mặt bằng bình thường. Ví dụ với một cái chấn thương ngực đó về vào bình thường thì khó thở đau ngực ở mức độ 5 thôi, thì thấy bệnh nhân vào với chúng ta khi có một cái vỡ tim hoặc vết thương tim ấy, thì cái mức độ khó thở cấp độ 15-20, tức là gấp nhiều lần so với cái mức độ chấn thương ngực tương xứng của nó. Đó là cái đặc trưng của cái cơ năng của cái chấn thương vết thương chấn thương tim có ép tim đó. Thứ hai, dấu hiệu thực thể của nó thì có rất nhiều thứ, vì do va đập vùng trước nên có vùng xây sát tụ máu ra ở vùng trước xương ức, đúng không ạ? Thế rồi có hiệu ép tim, ví dụ mặt tím rồi tĩnh mạch cổ nổi, phần nơi gan tĩnh mạch cổ xương tính, vân vân, tất cả những cái đó là có. Huyết áp động mạch thì huyết áp tối đa tụt, và huyết áp động mạch thì kẹt, tức là khoảng cách tối đa tối thiểu nhỏ lại. Huyết áp tĩnh mạch thì trung ương thông thường thì là tăng, không phải cái nào cũng tăng, như hầu hết là tăng. Tăng là thế nào, điển hình thì tăng trên 15, nhưng nếu không có thể bệnh nhân kết hợp đa chấn thương nó mất máu đâu đó có khi 6 là tăng rồi. Thì đang mất máu nhưng mà gì, nhưng mà vì là nghĩa phải là không thì nó 6 là tăng rồi, nên nói chung là chỉ có chấn thương tim đơn thuần thôi thì tăng, thì nó có thể điển hình là trên 15 cm nước, nó phải nói như vậy, thì trên 15 đó nó tương đối thôi. Đôi khi có gặp tràn máu trực tiếp bằng phổi do chấn thương ngực kèm theo, phải không ạ? Nghe tim thì thôi bỏ đi, đôi khi tiếng thổi do thủng liên thất, thủng vách liên thất, hoặc là tiếng rách van tim, phải không? X quang ngực thì cũng điển hình với cái bóng tim to, mất được cùng tim sắc nên, và có thể thấy hình trần máu trần khí không bằng phổi gây xương sườn kèm theo nếu mà có. Đó. Bóng tim to, mất cùng tim, cái này thì thôi chúng ta biết là bóng tim to được rồi, còn những cái kia thì rất ít, chúng ta không điển hình, chúng ta khó, không có kinh nghiệm, không đọc được đâu. Điện tâm đồ cũng bỏ đi. Siêu âm tim rất quan trọng, đánh giá là xem có cái dịch màng tim không và các cái thương tổn ở trong tim. Trong trường hợp này siêu âm tim đóng vai trò rất quan trọng. Cái chọc giò màng máu bằng tim từ ngày xưa thôi, bây giờ thì gần như là không có chỉ định làm nữa trong cái chọc giò bằng tim vì có siêu âm tim rồi. Về điều trị, khi đã có chẩn đoán là vỡ tim thì bắt buộc phải mổ. Vỡ tim là vỡ buồng tim thì bắt buộc phải phẫu thuật, đúng không? Phẫu thuật thì nên dùng cái phẫu thuật có tim hở hỗ trợ, chuẩn bị sẵn standby tim hở, và nên dùng tim hở và đi đường mở xương ức. Đấy là cái nguyên tắc. Vết thương tim thì có thể đi đường ngực bên, có thể không cần mở tim hở, nhưng chấn thương tim là phải tim hở và đi đường giữa xương ức, để cho phép chúng ta điều trị mọi cái thương tổn có thể gặp ở trên tim được. Nguyên tắc điều trị phẫu thuật chung là gì? Nếu có tràn máu trực khí màng phổi thì phải dẫn lưu màng phổi trước khi đặt ống nội quản, trước khi gây mê. Không ngón thì là còn nguyên máu khí, chúng ta đặt ống nội, chúng ta bóc bóng cái nó xoắn cuống tim, nó gây tụt áp lực và khi ngừng tim đột ngột, đúng không ạ? Thế rồi chuẩn bị các cái tuần hoàn cơ thể, các cái phương tiện cầm máu trước khi mở màng tim, trước khi màng tim nó sẽ tím căng đầy máu rồi nhá. Trước khi mở nó ra, chúng ta chuẩn bị tất cả các phương tiện để
để lắp tuần hoàn cơ thể cũng như là để khâu cầm máu, thế rồi mở màng tim rồi lấy thương tổn, lấy huyết khối thăm dò và xử lý khâu, đúng không ạ? Nếu mà nó đơn giản thì chúng ta kẹp, ta buộc luôn. Còn nếu phức tạp thì phải chạy tuần hoàn cơ thể chúng ta xử lý, vân vân. Ví dụ như chúng tôi mổ nhiều thì thấy có trường hợp đơn giản như là rách tiểu nhĩ phải như trái thì cặp cái dụng cụ xong rồi buộc khỏi khâu, hoặc còn vỡ thất phải hoặc là vỡ động mạch phổi hoặc là rách van tim thì bắt buộc phải chạy tim mở để mà xử lý thương tổn bên trong. Sau đó chúng ta rửa sạch dẫn lưu và đóng. Tiên lượng thì nói chung là chấn thương tim, nếu nó khác vết thương tim với thương tim mà vừa đến, hầu như đến bệnh viện lớn như Việt Đức mà bệnh nhân còn sống khi đến viện thì hầu như không bao giờ chết, tình trạng bây giờ là không bao giờ chết cả. Chắc chắn sống. Nhưng chấn thương tim ấy, xác định là còn sống khi đến viện mà bệnh viện có điều kiện mổ tim mở được ấy, thì xác suất sống khả năng khoảng 80%, không được hết tất cả đâu, vì chấn thương nó kèm theo đụng dập dập nát rồi rất nhiều, còn đa chấn thương các cơ quan khác nữa, nên là cái kết quả là không được tốt như là vết thương tim. Về đụng dập cơ tim ấy, thì chẩn đoán rất khó và không cần, hầu như không cần phẫu thuật, có nhiều mức độ tùy theo thường tổn, khó đánh giá lắm. Thường biểu hiện thì nếu có chấn thương nặng ấy, thì thường biểu hiện muộn với các cái rối loạn của tràn dịch màng tim một ít này, rối loạn nhịp một chút này, vân vân, các men tim nó hơi cao này, vân vân. Đấy là cái siêu âm, đấy là những cái mà siêu âm có thể giảm vận động một cái vùng nào đó thì có thể trường hợp mà đụng dập cơ tim nhiều có thể thấy được cái điều đó. Tuy nhiên là cái việc phẫu thuật cấp cứu nó không đặt ra, mà điều trị nội khoa thôi, rồi kháng sinh gì chống phù nề, giảm viêm vân vân, rồi điều trị mà nội tiểu vân vân, tất cả những cái đấy là chúng ta giống như một cái suy tim bình thường thôi. Về chấn thương van tim ấy, về chẩn đoán thì chúng ta dựa vào lâm sàng có tiếng thổi và chẩn đoán xác định bằng siêu âm, có thể gặp ngay sau tai nạn hoặc muộn sau có tiền sử bán cấp hoặc là cấp tính hoặc là mãn tính. Về điều trị thì tôi dặn sớm thì chúng ta điều trị, cái nguyên tắc là cố gắng điều trị nội khoa chống suy tim. Chúng ta chỉ mổ khi nào có kết hợp vỡ tim hoặc là cái điều trị nội khoa nó không hiệu quả, nên suy tim nặng quá chúng ta phải mổ, đúng không ạ? Cái mổ của chúng ta thì cố gắng là sửa chữa, còn nếu không sửa chữa được chúng ta thay van tim rồi vá thông nguyên thất vân vân. Đấy thì cái thời điểm mổ tốt nhất là nếu mà chúng ta không bị vội vã, không cấp cứu thì khoảng ngoài một tháng sau chấn thương là nó hợp lý nhất. Đấy là những cái nguyên tắc điều trị chung là như vậy. Đây là hình ảnh mổ một cái ca chấn thương tim chúng tôi đã phải làm hybrid, tức là can thiệp bịt động mạch chủ rồi mổ tim hở luôn tại phòng hybrid. Cái hình ảnh bên này là các cái hình ảnh của cái thương tổn vỡ tim, ví dụ là nhị tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ trái vân vân này, rồi vỡ eo động mạch chủ. Cái này là vỡ eo động mạch chủ là một cái thương tổn khác, hôm nay không nói ở đây, đúng không ạ? Thế rồi tư thế ngồi này hay gặp nhất là ngã vô lăng thế này, không? Đây là hình ảnh đụng dập cơ tim, một cái vùng cơ tim có đụng dập do chấn thương tim. Đó, những cái hình thì cái nhóm thứ hai lướt qua một chút là vết thương tim, thì thấy rằng là dịch tễ học Việt Nam có một số đặc điểm thôi. 95% nó là do các cái hung khí, bạch khí đâm vào, không? Trong đó nam giới là chính. Nếu còn sống đến bệnh viện thì thành nói chung là đa số thành công. Trong vấn đề chẩn đoán vết thương tim thì số 1, vị trí quan trọng nhất là vị trí lỗ vào của vết thương tim. Ý lỗ vào cực kỳ quan trọng, vì chúng ta đặc điểm thứ nhất là hung khí này, bạch khí này, thứ hai là vị trí lỗ vào. Vị trí lỗ vào thì có hai cái hình ở giữa, thấy cái hình tam giác tim đấy, đó là cái cả thế giới nói vậy. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có thêm một cái của ông Nguyễn Hữu Ước của Việt Đức sáng tác ra, đó là cái vùng nguy hiểm tương đối của tim bằng cái hình chữ nhật ở bên cạnh. Trừ cái tuyệt đối thì ra cái tương đối. 85% vết thương tim mà có lỗ vào ở vùng tuyệt đối, 15% lỗ vào vùng tương đối, chưa tìm thấy bệnh nhân nào có lỗ vào khác cái vùng ấy cả. Đó cho chúng ta đặc điểm chúng ta là do các cái vật nhọn nó đâm vào, hung khí nó vào. Và cái vùng nguy hiểm tương đối đó được cái vùng nguy hiểm chung của tim đó được giới thiệu ở phía trên là khoa lề sườn 2. Đường bên phải là đường giữa đòn bên phải, bên trái là đường nách trước bên trái, và dưới là cái đường nối giữa 1/3 trên và 2/3 dưới, giữa ức và rốn, kẻ cái đường ngang ra thì ra cái hình chữ nhật đó. Trong như nhật đó trừ cái vùng tam giác tim ra thì chúng ta có được cái vùng nguy hiểm tương đối của tim, tức là các cái lỗ vào của vết thương nó sẽ nằm ở vùng đó. Cái thương tổn ở tim thì nó rất đa dạng, tùy theo cái loại vết thương, tùy theo độ sâu, tùy theo vân vân vị trí, thì có thể chỉ rách màng tim đơn thuần cũng có khoảng 2%, mổ ra chỉ thấy ít máu và có màng tim rách thôi chứ cơ tim nó không sao. Thế rồi cái màng tim và cơ tim bị nhưng mà không bị thủng vào trong buồng tim cũng có khoảng 5%. Rồi cái gặp nhiều nhất là màng tim, buồng tim và vách tim, màng tim, buồng tim bị đâm thủng vào trong buồng tim thì gặp đến trên 80%. Thế rồi gây một cái hở van tim cấp do đứt dây chằng cột cơ, rồi xuyên vết thương tim xuyên hai mặt thì hiếm ở Việt Nam, vì nếu do hung khí mà đâm xuyên hai mặt ấy, bạch khí, thì bệnh nhân chết hiện trường không sống ở đâu. Còn nếu do đạn bắn thì chúng ta tai nạn do mảnh đau mảnh đạn rất là hiếm, thành ra là cái tỷ lệ gặp do hỏa khí chúng ta là những cái vết thương xuyên hay do hỏa khí chúng ta gặp rất ít, phải không? Rồi bị các mạch máu lớn là từ tim, ví dụ như là động mạch chủ, động mạch phổi, thì có các cái trường bắn tên, bắn đinh, các mảnh sắt nó bắn cẩm giữa xương ức nó xuyên vào động mạch chủ, động mạch phổi, chúng ta đã gặp rồi, tỷ lệ cũng khá khoảng tầm 7%. Đó. Thế thì còn nếu xét theo buồng tim bị thương ấy thì thâm tim phải là thất phải là hay bị nhất, đúng không? 50%.
sau đấy mới thất trái ít hơn nhiều, nhĩ phải nhĩ trái hơn. Chứ còn nhĩ trái hầu như không được gặp, vì nhĩ trái làm tiếp sau lưng, nếu mà đâm bằng vật nhọn thôi, bằng kim loại mà đâm bằng hung bạch khí mà đâm thủng vào nhĩ trái thì bệnh nhân hy sinh lên thiên đường lâu rồi. Nghĩa là chúng ta không gặp ở nhĩ trái mà chỉ gặp ở thất, thất thất phải là chính, thất trái mà ít và nhĩ phải. Đây là cái sinh lý bệnh, cái hình ở dưới thấy là cái tam giác, cái hình là tất cả những cái chấm chấm ấy là chúng tôi mô tả gần 100 cái vết thương tim ở Việt Đức gặp làm đề tài của chính cậu Nam ở đây này, Nam cao học đang ở khoa ngoại này, Nam Nam mà đang phẫu thuật viên ấy, đấy nó làm đề tài tôi hướng dẫn nó cái này này. Nó lấy số liệu nó đấm vào đây mà ra được cái hình, nó nằm trong cái hình này, đúng không? Thế mà sinh lý bệnh về chẩn đoán ấy thì chúng ta có chủ yếu là chúng ta có hai cái thể. Thể thứ nhất là chúng ta hay gặp là do cái dị vật nó gây nhỏ, máu chảy ra rất nhiều từ buồng tim ra, nó không kịp thoát ra ngoài qua lỗ thủng màng tim mà nó đọng ở trong tim thành máu cục. Và chính cái đó nó nhất là nó bịt cái vết thương làm vết thương không chảy nữa, bệnh nhân không mất máu nữa, nhưng nó lại gây một cái ép tim, nó gọi hội chứng ép tim cấp. Vết thương tim có hội chứng ép tim cấp. Cái nhóm thứ hai là vết thương màng tim quá rộng, thế là máu chảy từ tim ra nó ao qua nó vết thương màng tim, nó chảy ra ngoài hết hoặc là vào màng phổi hoặc ra ngoài và mất máu cấp. Thì thông thường cái nhóm đó chúng ta rất hiếm gặp trên lâm sàng, bệnh nhân đã tử vong sau khi bị thương rồi. Đó, đấy là những cái điểm chính chúng ta nói. Chúng ta về đọc thêm những cái này, đúng không ạ? Không có thời gian. Về mặt đây là các cái điều trị thì chủ yếu là đã gọi là vết thương tim là chúng ta nguyên tắc là phẫu thuật. Bây giờ có phương tiện theo dõi tốt, siêu âm thì đôi khi một vài trường hợp chúng thấy lâm sàng quá tốt nhưng mà siêu âm lên dịch rất ít, tức là đôi khi nó chỉ là rách màng tim hoặc thủng cơ tim một tí thôi, thì khi đó có thể theo dõi. Nhưng đa số hầu hết là nguyên tắc là phẫu thuật, vì rất nhầm hơn bỏ sót. 100 cái 98 cái phải mổ mới xử lý được, có 2 cái có thể không phải mổ. Chúng ta mà cứ dựa vào 2 cái đấy chúng ta để lại có thể là sót bệnh nhân, thành ra là trên nguyên tắc là phẫu thuật. Về đường vào thì rất đa dạng, có thể đường ngực phải, đường ngực trái, đường giữa xương ngực, và vào khâu khi vết thương tim thông thường là không phải dùng tim mở, khâu bằng tim đập chúng ta sẽ ở khâu được, vân vân. Đấy là những cái bằng chứng thông thường. Đây là các kỹ thuật khâu và trên là các cái vị trí vết thương tim. Các bạn thấy cái hình vẽ là bệnh nhân chúng ta lấy tay chúng ta mở màng tim này, sau máu nó phọt ra chúng ta lấy tay chúng ta bịt cái lỗ thủng lại, chúng ta mới khâu cái vết thương lại. Đấy là cái hình ảnh ở phía trên, chúng ta thấy là quy trình là như vậy. Chúng ta đọc thêm. Cái bài thứ hai tôi muốn nói với các em ở đây là cái hội chứng thiếu máu chi. Hội chứng thiếu máu chi chúng ta phải phân biệt, đối với khối nội các em phải phân biệt được 3 cái nhóm bệnh. Ở bên nước các hầu hết các sách nước ngoài người ta chỉ phân biệt được là hội chứng cấp tính chi cấp tính và mãn tính. Tuy nhiên là nếu chúng ta ở Việt Nam chúng ta apply cái đó ấy, thì chúng ta sẽ bị sót rất nhiều và sẽ có rất nhiều bệnh nhân cắt cụt. Các bạn biết là trong 3 cái nhóm đó ấy, chúng ta cứ tưởng là tắc mạch chi do huyết khối là cắt cụt nhiều, không phải. Thì lại cắt cụt nhiều nhất là ở cái nhóm bán cấp tính hay nhóm một cái nửa còn lại của thiếu máu mãn tính, thiếu máu cấp tính. Một nửa cấp tính là do các emboli, các cái vệ vật nó trôi ra chúng ta hầu như không phải cắt nữa rồi. Nhưng một nửa còn lại là cái bên mà do tôi gọi là bán cấp tính, mà trong này nó xếp vào cái nhóm cấp tính ấy, trong của thế giới thì là cắt rất nhiều. Và cái nhóm mãn tính thì hầu như không phải cắt. Mãn tính thì là chúng ta quên hôm nay ngày mai chẩn đoán, quên tuần này tuần sau chẩn đoán nó không chết được. Nhưng cấp tính thì rất là nhanh. Thành ra là chúng tôi mới chia thành 3 cái nhóm là thiếu máu cấp tính chi, thiếu máu bán cấp tính chi và thiếu máu mãn tính chi. 3 cái nhóm khác nhau hoàn toàn về mặt cơ chế bệnh sinh, giải phẫu bệnh, chẩn đoán điều trị tiên lượng, tất cả đều khác nhau hoàn toàn. Thành ra chúng ta phải tách được 3 cái nhóm ra. Và khi chúng tôi đưa cái này vào giảng chương trình ngoại khoa từ cách đây hơn 10 năm thì cái tỷ lệ sống sót, trước đây cách đây khoảng 20 năm 15 năm khi tôi làm việc hồi đó thì tất cả bệnh nhân mạch máu đều qua bạch mai khám và nằm đây vài ngày nó chuyển lên, thì hồi đó tôi nói rất chân thực là tỷ lệ cắt cụt chi do thiếu máu bán cấp tính chi là 100%. Trong khi đó ở bạch mai sót khoảng 30%, 70% và đến Việt Đức sót tiếp tục 30% nữa, và đến tay chúng tôi là cắt cụt thì chả ăn được cái gì cho bệnh nhân nữa. Và tỷ lệ cắt cụt chi bây giờ thiếu bán cấp tính chi, nếu bệnh nhân đến Việt Đức mà chưa bị hoại tử chi đến mức phải cắt cụt thì tỷ lệ sống sót đến giữ được chi đến trên 90%. Tôi phải thấy rằng có một cái sự thay đổi đến mức kỳ diệu như thế trong cái tư duy điều trị, và nó mang lại kết quả lợi ích rất lớn cho bệnh nhân. Hiện tại sau Tết thì trung tâm chúng tôi thường xuyên có khoảng 30 bệnh nhân nằm với cái chân thối một ngón hai ngón, rồi chân thiếu máu cấp tính, mãn tính, rồi đủ các loại thiếu máu. Rồi sau Tết rất nhiều bệnh nhân đến và được điều trị, và đa số là người già lớn tuổi được điều trị trong trung tâm, khác rất nhiều so với trước đây. Thành ra đấy là những cái bệnh lý chúng ta nên biết để vấn đề chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Thế để phân biệt ta thấy rằng là đối với thiếu máu cấp tính chi ấy, thì hầu hết nguyên nhân nó là embolism, tức là cái dị vật ở đâu đó nó trôi đến. Thì trong những nguyên nhân mà chúng ta hay gặp bây giờ ấy, ngày xưa là thấp tim, loạn nhịp, hoai lá, còn bây giờ chúng ta lại thấp tim ít rồi, không có nữa, mà chúng ta gặp cái nhóm loạn nhịp tim, suy tim và loạn nhịp tim, hai cái nhóm nó gây ra huyết khối và bong ra, nó gây tắc mạch chi cấp tính, đúng không ạ? Embolism gây tắc mạch, mạch nó bình thường, tự nhiên có một cục của nợ đến trôi tắc hự cả, đó là tắc động mạch cấp tính. Lâm sàng vô cùng đơn giản, chẩn đoán dễ, chả cần siêu âm chẩn đoán được. Hỏi tí bắt mạch xong đột quỵ, dấu hiệu đột quỵ tự nhiên thấy tê tay tê chân, dù không bước được, tê như là đang ngồi xổm đứng dậy mất vận động, sau đó chúng ta bắt mạch chia tay lạnh, chi lạnh mất mạch mất, chẩn đoán được luôn, chả cần siêu âm, đúng không ạ?
Thế đấy được cái lâm sàng rất dễ và tiến triển rất cấp tính, thông thường là trong khoảng 6 đến 10 tiếng nếu chúng ta không xử lý thì có thể chuyển sang giai đoạn thiếu máu, bắt đầu dần dần hoại tử chi. Và cái hoại tử ở đâu? Nó là hoại tử cái chi ngay dưới chỗ tắc động mạch. Ngay dưới chỗ tắc động mạch thôi là chi nó hoại tử rồi, tắc đột ngột. Cái điều trị nó rất đơn giản, cho cái thông Fogarty và rút cái máu cục ra là khỏi, đúng không ạ? Đây là điều trị đơn giản. Và sau khi mổ, chúng ta mổ sớm khi chưa thiếu máu chi nặng thì sau khi mổ xong khỏi hoàn toàn. Tất nhiên phải điều trị cái bệnh căn là cái bệnh lý gây ra nó nữa, nhưng tuy nhiên là cái mặt chi của nó là khỏi hoàn toàn đối với cái chi đó. Cái hình dưới cùng là cái hình minh họa nó, đúng không ạ? Cái nhóm thứ hai là theo nhóm mãn tính chi. Mãn tính chi là cái nguyên tắc là người già sơ vữa hoặc tiểu đường, nó là hai bệnh lý chính. Ngoài ra có bệnh lý Burger, viêm mắc mạch các thứ nữa, nhưng mà hai bệnh lý chính chúng ta gặp là sơ vữa và tiểu đường. Thế thì cái mạch nó cứ sơ vữa dần, nó hẹp dần và tắc lại. Chính vì vậy nên cơ thể nó bù trừ bằng cách hệ thống hoàn phụ nó phát triển rất là tốt và nó nuôi được cái chi trong lúc cái mạch chính thì tắc rồi, nuôi cái chi đó. Thế và cái chẩn đoán này rất phức tạp, phải dùng lâm sàng, phải dùng siêu âm, phải dùng chụp MSCT, thậm chí trước đây còn dùng chụp mạch chọn lọc, bây giờ bỏ rồi thì đấy MSCT và đôi khi là phải chụp cả MRI nó như ít thôi, chủ yếu là bây giờ là lâm sàng siêu âm mạch và MSCT để chỉ có đa dãy để có thể chụp được đánh giá được. Cái này rất phức tạp, không dễ dàng gì cả, mất thời gian, tốn thời gian, tiến triển nó có thể qua nhiều tháng hoặc năm không dễ đến cắt cụt chi ngay. Và nó khi nó hoại tử, ví dụ tắc động mạch chủ bụng thì nó hoại tử từ ngón chân cái trở lên, hoại tử dần từ ngọn chi trở lên chứ không phải là tắc ở trên bụng, nhưng mà hoại tử ngón chân nó khác hoàn toàn so với thằng kia tắc đâu hoại tử đấy, phải không ạ? Và cái điều trị thì rất phức tạp, tí nữa sẽ xem vô cùng phức tạp, gồm có phẫu thuật, gồm can thiệp, gồm có hybrid, rồi một nửa nọ nửa kia, tóm lại nửa nạc nửa mỡ. Và nguyên tắc điều trị phẫu thuật đối với thiếu máu tính chi là bảo tồn chi tối đa, nghĩa là không thể nào chữa khỏi được mà chúng ta chỉ bảo tồn chi tối đa. Bảo tồn chi là gì? Đáng nhẽ là chúng ta không chẩn đoán ra thì phải cắt cụt đến đùi, nếu chúng ta làm được thì cắt cụt nửa bàn chân thôi hoặc cắt cụt ngón chân thôi. Còn thứ hai là gì? Đáng nhẽ bây giờ phải cắt cụt, nhưng chúng ta điều trị tốt thì 2 năm sau phải cắt. Đấy, nguyên tắc điều trị là như vậy chứ không phải là điều trị khỏi thành người bình thường, nó khác hoàn toàn. Cái hình cuối cùng là cái hình tắc mạch chi sơ vữa, và cái hình màu đâm đen là sơ vữa nó tắc. Cái nhóm thứ ba mà ở một số tài liệu, đa số tài liệu nước ngoài họ xếp vào thứ báo cấp tính, nhưng họ lẫn, chính vì lẫn đó là cho người học nó rất là khó, đặc biệt ở những cái nước y học nó còn về mạch máu nó còn chưa phát triển, để chúng ta sẽ bị lẫn và chúng ta không chẩn đoán được. Tôi xếp vào cái đó và thiếu máu bán cấp tính chi. Tính chi là gì? Về mặt sinh bệnh học của nó ấy, nó là một cái sơ vữa, nó làm thiếu máu bán tính chi, nhưng đang tiến triển ở cái chỗ là gì? Cái lượng mạch bị tắc nó ít thôi, hoặc là chưa tắc hẳn, sơ vữa nhiều nó chưa tắc hẳn, hoặc là có cái chi đang sống nhờ cái tuần hoàn phụ rất là to và nó sống gần như bình thường, bệnh nhân tắc hết rồi chụp lên tắc hoàn toàn thì vẫn đi lại nhoáy như bình thường, đúng không ạ? Đấy, tức là gì? Tức là nó thích nghi rồi và nó nuôi cái chi đó, nhưng do nguyên nhân nào đó, do ngồi xổm, do sang chấn, do bong mảng sơ vữa, do viêm loét, do cái gì đấy, tự nhiên có một cái ổ loét ở trên cái vùng mạch chính, cái vùng mạch đang sơ vữa đấy, và nó hình thành huyết khối đó nó tắc quách cái mạch lại. Nên thông thường tôi in chữ đỏ là thrombosis là huyết khối hình thành tại chỗ, còn embolism tức là tắc mạch do dị vật. Trong cái dị vật đó thì đa số là huyết khối, một số là các cái mảnh sùi của Osle, hoặc là các cái mảnh mỡ, hoặc là cái kim cái chúng ta đứt trong lòng mạch, catheter chúng ta cho lòng mạch đứt trong ấy chẳng hạn, tất cả những cái đó đều gọi là embolism, huyết khối ở động mạch phổi. Vậy nhưng thrombosis, đã nói thrombosis thế là huyết khối trong lòng mạch máu, đúng không ạ? Và huyết khối hình thành tại chỗ không phải là do di chuyển thì gọi là thrombosis. Và cái đấy là cái căn nguyên bệnh sinh, và cái chẩn đoán của nó cũng rất phức tạp, giống như là một cái chẩn đoán theo mãn tính chi, vì bản chất nó là theo mãn tính chi. Diễn tiến thì rất cấp tính thế nào, thằng kia thì nhiều tháng nhiều năm, nó đùa là 6 tháng 6 ngày 6 tháng 6 năm, mà 6 giờ 6 ngày và 6 tháng là vì thế. 6 giờ là gì? Cấp tính. 6 ngày là bán cấp tính và 6 tháng là mãn tính, đúng không? Tiến triển rất cấp tính, thông thường là chỉ trong vòng 7 ngày, nếu mà không cứu cái chi đó là chi sẽ bị hoại tử, phải cắt cột. Mà nó hoại tử ở đâu cũng giống như thế, mà cấp tính chi nó hoại tử ở dưới chỗ tắc, đúng không? Đấy. Điều trị thì rất phức tạp, cái này là có cái mâu thuẫn rất khó, vì sao? Chẩn đoán thì khó như vậy, nhưng điều trị lại không đơn giản như cái thằng tắc cấp tính là cho cái Fogarty rút cái. Đây là Fogarty cho vào là vỡ hết, nát hết, không ăn thua, càng Fogarty càng hỏng mạch. Là phải làm chẩn đoán cẩn thận, xong rồi là tiến hành lấy khối, lấy không quan trọng, bóc mảng sơ vữa này, bắc cầu này, nong này, stent là đủ thứ, điều trị hao giống, không đến mức quá phức tạp, nhưng phải hao giống thì ông mãn tính chi thì mới khỏi được. Chính vì vậy cho nên là cái mâu thuẫn giữa việc chẩn với bệnh sinh bệnh học và cái điều trị khác nhau này, nó dẫn đến cái tỷ lệ cắt cụt rất là cao. Đấy, cho đến bây giờ, thời điểm bây giờ, tỷ lệ cắt cụt của nhóm này vẫn là lớn nhất. Cái thiếu máu cấp tính chi, chúng ta phải phân biệt cái sơ đồ thiếu máu. Rồi thiếu máu tí chúng ta sẽ học, thôi được học luôn đây cũng được. Nó thấy rằng là cái đỏ đầu tiên ấy là sau khi bị thương xong á, là mạch nó ngừng cấp máu, ngừng cấp máu qua cái trục mạch chính. Đây là thiếu máu cấp tính nhá, nó có tính do chấn thương vết thương hoặc do tắc mạch cấp tính đấy, thì như vậy. Thế thì sau một thời gian nào đó, thường là gọi 6 giờ, 10 giờ, 12 giờ gì đấy, thì cái chi nó thiếu máu không chịu nổi nữa, cái đoạn đường xanh nó gọi là thiếu máu còn hồi phục,
Tức là ở giai đoạn này nếu chúng ta cấp lại máu cho bệnh nhân thì cái chi nó phục hồi hoàn toàn, không có một, về mặt cấp máu tức là không có tổ chức nào chết vì do thiếu máu cả. Chết là do đứt gân đứt cơ thì đồng ý, nát cơ thì đồng ý, nhưng chết do thiếu máu thì không, đúng không ạ? Thế sau đó, sau cái thời gian đó nếu chúng ta không cứu chi thì bệnh nhân sẽ đến giai đoạn thứ hai, chuyển sang sau cái đường đỏ này, nó gọi là giai đoạn thiếu máu không hồi phục, tức là bắt đầu chết các cái tổ chức ở trong cơ, thì phần mềm chết thì thần kinh phần mềm bắt đầu chết đi đó, càng về sau chết càng nhiều. Thế tuy nhiên là có cái đường nâu, không vẽ đường đen ngay, lại có cái đường nâu ở đây, vì về mặt ngoại khoa trong thời gian đầu của cái tổ chức cơ chết ấy, chúng ta vẫn cố vãn cứu vãn được cái chi đó, chưa mức phải cắt cụt ngay, bảo tồn cái chi đó sống được, là với một việc là một số nhóm cơ nó chết và cái chức năng nó còn giữ được một số cái. Thế thì trong thời gian đó chúng ta vẫn có chỉ định bảo tồn chi, nhưng khi nào mà nó chuyển sang cái đường đen ấy, tức là cái chi nó hỏng nhiều quá rồi, không bảo tồn được nữa, phải cắt cụt chi, thì lúc đó là nó gọi là, trong hai giai đoạn như vậy tôi gọi là thiếu máu không hồi phục một phần và cái kia là thiếu máu không hồi phục hoàn toàn, đúng không ạ? Cái dấu hiệu nào, cái đỏ mà ranh giới giữa cái xanh và cái nâu là dấu hiệu mất vận động ngọn chi, mất cảm giác ngọn chi, và nếu mà tắc mạch là khi bắp chân nó sưng nề ở đâu, đúng không ạ? Còn cái chữ Y nhỏ thứ hai này, cái chữ Y mà giữa đường nâu với đường đen ấy, là khi đó là quyết định cắt cụt chi, là dấu hiệu cứng khớp tử thi. Đấy là cái dấu hiệu rất quan trọng. Chúng ta lướt qua cái này được, cái này chúng ta không phải là để đọc tài liệu thêm, cái này học từ sinh viên rồi. Đây là hình ảnh mổ lấy huyết khối bằng cái phong pha ti, luồn dụng cụ và bơm bóng rút lại thì lấy huyết khối ra khỏi lòng mạch bằng cái thiếu máu cấp tính chi, rất đơn giản, đúng không ạ? Về cắt cụt cuối cùng tức là cắt đâu cắt đấy, cắt rất cao, cắt tận đùi cơ. Đấy là cái hình ảnh minh họa cho thiếu máu cấp tính chi do embolism, do thuyên tắc mạch, đúng không ạ? Chúng ta sang cái nhóm bệnh thứ hai. Đây vừa bệnh là chúng ta vừa đi là bệnh cụ thể là bệnh thiếu máu cấp tính, còn đây là thiếu máu mãn tính chi, đi sâu vào nữa. Thế thấy rằng là tần số mắc bệnh ngày càng tăng này, hiểu biết chưa sâu này, thế giới thì vân cái ngoại lai của thế giới thì có chưa chắc đã phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thứ hai là thực sự là hiểu về nó thì rất khó hiểu, và rất khó hiểu đặc biệt đối với các bác sĩ mà không chuyên khoa hoặc về mạch máu. Đó. Về phẫu thuật thì là phẫu thuật có rất nhiều dạng phẫu thuật, chứ không phải là chỉ có một cái mổ cắt cái nọ cắt cái kia, mà phẫu thuật vô cùng phức tạp, chứ là gì. Đó. Chỉ định của nó thì là cái thời điểm chỉ định nó rất đa dạng. Mỗi bệnh nhân mà chỉ có một nhóm chỉ định chung, thì trong cái nhóm đó nó có những nhiều cái nhóm chỉ định nhỏ và đòi hỏi và hết sức chuyên khoa cho cái chỉ định. Các loại kỹ thuật mổ nó rất đa dạng khác nhau, cái kết quả phải theo dõi sau mổ là hết sức bất công và cái kết quả rất tương đối. Đó. Đây là mấy cái hình này là cái hình thiếu máu mãn tính chi, đấy cái ngón tắc ở trên đùi như cái ngón chân là hoại tử tần ngón đầu ngón thế này, nó thấy là khác biệt hoàn toàn. Chẩn đoán lâm sàng thì yếu tố nguy cơ, người cao tuổi, mỡ máu cao, vân để béo bẹo, rồi đau cách hồi là dấu hiệu lâm sàng quan trọng nhất chúng ta biết rồi. Mất mạch ngọn chi luận dưỡng ABI vân vân, dưỡng không phải nhăm, chẩn đoán lâm sàng Doppler thấy tắc mạch, ở chụp động mạch chi với dựng hình thấy vân vân. Chẩn đoán bệnh căn, ví dụ như là sơ vữa động mạch, rối loạn chuyển hóa tiểu đường, bệnh mạch vành, chẳng hạn những cái đó. Và đây là những cái phương tiện chẩn đoán, cái này đối với nội khoa ta biết rồi là bằng đo ABI và đo siêu Doppler mạch. Cái giai đoạn thiếu máu theo phân loại của Lafontaine và Rutherford thì là như thế này. Lafontaine thì đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn, Rutherford thì chi tiết hơn nhưng khó nhớ. Tóm lại trong máy tính chụp, trong máy ảnh chụp cái hình này, nhưng mà tôi quên. Nhiều khi mới phải có bệnh nhân là phải dở máy đọc cho nó nhanh, chứ ai mà nhớ hết trong đầu những cái thông tin thì đủ các loại này, đúng không? Và đây là cái hình bên cạnh bên ngoài, nó thấy là hình ảnh chụp MSCT dựng hình mạch máu, và thấy rất rõ cái lòng mạch với đành hình ảnh sơ vữa lồi lõm như vậy, đúng không? Tắc có nhiều đoạn bị tắc rồi. Thế đây và các phát điều trị là điều trị căn nguyên và nội khoa, bao gồm có điều trị các cái vấn đề về sơ vữa mạch máu, điều trị về mặt tiểu đường vân vân đó, không? Rồi các điều trị thuốc chống đông, thuốc giãn mạch, đấy là các cái điều trị. Thứ hai bốn cái nhóm điều trị, mà thứ hai là điều trị phẫu thuật thì đa số là mổ có chương trình, chỉ có một phần nhỏ, 1/5 mổ có cứu thôi, mà chính cái mổ cứu đấy là các thiếu máu bằng cấp tính chi đấy, cái nhóm đấy là nhóm mổ cứu, còn đa số là mổ chương trình. Chương trình tức là mổ có kế hoạch, không? Phẫu thuật có rất nhiều loại, tí nó sẽ nói, ví dụ bắc cầu nọ bắc cầu kia, trong giải phẫu ngoài giải phẫu, can thiệp ví dụ như là các cái nong bằng bóng rồi nong đặt stent, thông thường là chỉ dùng những cái động mạch chủ và động mạch chậu thôi, đến động mạch đùi là cùng thôi, còn đoạn dưới gối thì cái nong stent, cái nong bằng bóng phủ thuốc thì được, chứ mà đặt stent thì không có giá trị, hay nói cái kết quả rất là tệ, thành ra đối với cái nhóm thương tổn mạch dưới gối là người ta hầu như là cái stent chưa đặt ra. Cái hybrid là cái phẫu thuật rất là tốt, chúng tôi mới phát triển kỹ thuật này ở Việt Đức, mà cũng là nơi đầu tiên ở Việt Nam từ năm 2010, chính thức là bắt đầu nhúc nhắc làm từ 2011, nhưng mà thực sự đi vào có phương tiện làm tử thế đàng hoàng, đúng nghĩa hybrid tức là cùng vừa mổ vừa can thiệp ấy, là từ năm tháng 8 năm 2012. Còn trước đó đều giống như bạch mai giờ, tức là mổ hôm nay xong mai mang phòng can thiệp dạng thế, tức là hybrid nửa mùa. Hybrid thực sự là cùng một lúc làm, cùng một ca mổ, cùng một thứ, thì là chúng tôi bắt đầu làm vào tháng 8 năm 2012, và bây giờ thì tổng số kể cả động mạch chủ lẫn ngoại vi cỡ vài trăm ca rồi, và hiệu quả mang lại cho bệnh nhân rất là tốt. Thế thì chúng ta vừa mổ vừa can thiệp đồng thời trong một cái phòng hybrid như này. Thế thì các phương pháp điều trị phẫu thuật, vì chúng ta đang nói phẫu thuật thì rất nhiều, rồi bắc cầu sau giải phẫu, tức là giải phẫu thế nào đó bắc cầu như thế, ví dụ chủ đùi
lao cơ để giải phẫu. Còn ngoài giải phẫu, ví dụ như là giải phẫu nó không có thế, ta sáng tác một loại như là vì bệnh nhân già yếu mê được, chúng ta bắt cầu đùi, cái đùi này tắc chậu tắc, ta bắt cầu hình thứ hai, cầu đùi nọ đùi kia, rồi bắt cầu nách đùi, nếu bệnh nhân nặng quá không vào được, bắt cầu từ động mạch nách xuống hai động mạch đùi, cũng là ngoài giải phẫu. Rồi bắt cầu trong giải phẫu, ví dụ như hình D là bắt cầu đùi kheo, rồi là đùi chày, đùi ngoại vi, thưa đùi chày trước, đùi chày sau, thưa là bắt cầu distal, rất nhiều thứ. Thứ hai là phân chia theo mức độ khó, thì chủ chậu thì là nặng nề nhất, dưới bẹn thì gọi là dễ, khó hơn về mặt kỹ thuật nhưng mà lại nhẹ hơn. Dưới gối ngoại vi thì còn khó hơn, rất khó về mặt kỹ thuật nhưng mà lại nhẹ nhất về mặt phẫu thuật, về mặt toàn trạng. Chủ thì là chậu thì là dễ nhất về kỹ thuật nhưng mà lại rất nặng về toàn trạng. Chất liệu cầu nối thì có thể làm cầu nối bằng mạch nhân tạo, rồi đắc rông, rồi bằng omograph và kéo vòng xoắn, tĩnh mạch hiển cùng bên, tĩnh mạch hiển đối bên, tức là mạch hiển của tự thân của bệnh nhân ấy. Omograph tôi là lấy từ người cho trên não. Thế thì hiện tại với Đức chúng tôi tất cả các vật liệu này đều được sử dụng, đặc biệt omograph là cái vật liệu mà duy nhất chỉ có Việt Đức có thể sản xuất và có thể sử dụng được. Về omograph tôi lấy người chết não ấy, người ta chết não người ta hiến tim hiến phổi cho mình, tranh thủ mình lấy cái mạch, lấy cái đủ các thứ cho người, xong đi bảo quản trong vòng 2 năm có thể mang tái sử dụng lại cho bệnh nhân được, gọi là omograph. Và cuối cùng là hybrid, là kỹ thuật rất là phức tạp, tức là vừa bắc cầu vừa nong vừa stent vừa bắc vừa đủ các thứ, tức là can thiệp và phẫu thuật đồng thì để điều trị nhóm bệnh. Thế thì cái hybrid này rất hay, tức là nó cho phép, thứ nhất là nó cho phép điều trị những cái bệnh lý mà không có hybrid thì không điều trị được. Ví dụ như ra mổ chỗ bắc cầu chỗ này nhưng trên cho nó lại tắc hoặc dưới cho nó tắc, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào chúng ta nên mổ không được. Nếu là stent nó không ăn thua, vì là stent chỗ này trên kia nó lại tắc, nó lại trục trặc không được, đúng không ạ? Nên một phải có hai cái. Cái nhóm thứ hai là tiết kiệm cái chi phí điều trị cho bệnh nhân, một lần điều trị là giải quyết hai vấn đề. Thứ ba là giải quyết những thương tổn mà chỉ có nó có thể cho phép làm thôi. Ví dụ bệnh lý quay động mạch chủ mà không có hybrid thì không có cách nào chữa được. Các bạn biết rằng là nhờ cái hybrid chúng tôi làm ở Việt Đức bây giờ là quay động mạch chủ có hơn 100 ca rồi. Có những thứ bệnh trước đây chúng tôi, bản thân tôi là cái người mà có lẽ là tuổi thì không phải là nhiều nhất trong số các cái anh thế hệ đầu làm về phẫu thuật tim mạch, nhưng mà trung thành nghề làm đến tận bây giờ là người gọi là cao niên nhất, là trung thành nhất với cái nghề, chỉ làm chuyên môn thôi. Cho nên bây giờ không có ông nọ bà kia gì cả. Mà chúng tôi không chưa dám nghĩ đến cái bệnh đó, đừng nói gì là nghĩ thì có cái bệnh đấy lại còn chẩn đoán được mà bây giờ còn chữa được đấy, đúng không? Những cái điều kỳ diệu của cái quay động mạch chủ, kỳ diệu cái hybrid này nó sinh ra rất là hay. Ví dụ qua tưởng tượng một cái vỡ phòng quay động mạch chủ vỡ toang, tụt huyết áp vào không, mạch không hóc không. Trước đây chúng ta chẩn đoán chả ra, bây giờ một cái vỡ toang eo động mạch chủ ra, chấn thương. Trước đây chẩn đoán chả ra có đâu. Trước khi có cái hybrid này, cả nước Việt Nam này bao nhiêu ca được mổ vỡ eo động mạch chủ cấp cứu? Có 1 ca. Ai mổ? Ước mổ. Mổ không sống hay chết? Chết. 5 ngày sau chết vì mất não. Chết mổ mà mổ đâu? Mổ dưới bãi cháy, chạy xuống đấy mổ. Đấy. Có gặp đâu? Không gặp, không chẩn đoán được. Chết. Bây giờ có phương tiện này trong vòng 5 năm, từ năm 2013, 16 năm 2013 đến 2019 vừa rồi. Chúng tôi gặp 29 ca của eo động mạch chủ sống. Mà trong người đó gặp ở những đa chấn thương, vỡ nát gan, vỡ nát lách, chấn thương chảy máu não, xuất máu tụ trong đó mà vẫn đang điều trị được, vẫn đặt stent được, vẫn dùng chống đông được. Thế mới tài chứ. Và bệnh nhân sống còn lại, nó thật đấy là cái sự gọi là kỳ diệu thay đổi của cái hybrid nhé. Cái đấy là những hybrid thì nó rất là phát triển, nó làm chúng ta làm được nhiều thứ. Về chỉ định phẫu thuật thì rất là phức tạp, chỉ định về mặt phẫu thuật này, lựa chọn phương pháp này thì có yếu tố liên quan rất nhiều thứ, chúng ta thấy rằng là rất là complex, không đơn giản. Thứ nhất là dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng, năng lực chẩn đoán lâm sàng, năng lực chẩn đoán cận lâm sàng. Các bạn nhìn thấy cái hai cái phim này, đúng không ạ? Cái phim ở trên và cái phim ở dưới cùng hai bệnh viện trung ương lớn như nhau. Máy cái phim ở dưới là máy 64, máy trên là máy 256, mà các bạn nhìn thấy chụp đấy. Cùng bệnh nhân đấy, có nhìn thấy gì không? Một bên thì như là thổ phỉ, cái trên cái dưới thì nhìn rõ hình mạch, cái mạch máu. Như vậy tôi muốn nói đây là năng lực chẩn đoán cận lâm sàng, phải không ạ? Cái dưới là chụp về Đức, còn cái trên thì chụp đâu từ miễn bản đó. Đấy, đấy là cái năng lực máy móc thì hiện đại, nhưng mà con người thì sao? Tính chuyên sâu bệnh học mạch máu của đơn vị, chuyên sâu bệnh học có hiểu nó về nó không hay chỉ hiểu sơ sơ về nó thôi. Rồi năng lực phẫu thuật mạch máu ra làm sao? Anh có thể làm được hay không làm được, đó là bài toán phải dễ đâu. Vì tôi nói chuyện không phải đơn giản là anh chỉ mổ anh khâu cái nọ với cái kia, không đơn giản như vậy. Năng lực của can thiệp tại đơn vị của anh, can thiệp có đủ năng lực mạnh để anh có thể làm những cái vấn đề khó không, mạch ngoại vi có làm được không. Rồi thứ quan trọng nhất cuối cùng tôi muốn nói đây là cái tính công minh và hợp tác giữa nội ngoại khoa. Cái đó là cái thực sự là bài toán chúng ta rất khó giải. Chắc chắn các anh chị ngồi đây làm ở các đơn vị cũng đang va vấp cái đó. Ngay cả Bạch Mai là chỗ có đồng nghiệp của tôi ở đây cũng đang va vấp vào cái việc đó, là tính công minh, tức là cùng bệnh nhân như vậy chọn giải pháp này cho bệnh nhân là đúng chưa. Thế góc độ của anh ngoại, anh có vì người bệnh anh hợp tác với nhau xong anh phối hợp cùng làm để cho mang lại cái lợi ích cho người bệnh, hay là anh nội
tranh thủ làm phần của anh và anh ngoại tranh thủ làm phần của anh ấy. Đấy là cái bài toán mà chúng ta đang không giải được, chưa có lời giải trong cái bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam bây giờ, từ Bắc chí Nam chứ không phải là riêng ở đâu cả. Ở thế giới cũng có, nhưng người ta cũng bắt đầu người ta có chế tài để vượt qua nó rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta giờ đang ra đỉnh cao cái đó, tức là việc của anh nào anh ấy làm. Tôi không biết, ông có bệnh nhân là việc của ông, bệnh nhân vào chỗ tôi là tôi stand giáo. Ông kia thì cướp vào mẹ, ông mày stand thì bố mày mổ. Nên là hai bên cứ thế là cãi nhau và không có ngồi với nhau được. Đấy là cái chuyện thực tiễn xảy ra. Cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng để đưa chỉ định. Khi nào phẫu thuật chúng ta về đọc tím thâu nha. Thiếu máu quan cấp tính chi, làm ngay. Thiếu máu giai đoạn trên 2B phong ten, trên 1 thai Rutherford, đấy là chỉ định. Đấy. Nhất là chỉ định hai gạch đầu dòng vàng đầu tiên đấy. Thứ ba là đã hội chẩn đa chuyên khoa, tức là hội chẩn để các nhóm chuyên khoa rồi, thống nhất rồi, đủ năng lực phẫu thuật, lựa chọn ưu tiên phẫu thuật. Đúng không? Đủ năng lực phẫu thuật và trong đó các thương tổn đó chúng ta thấy cái lựa chọn một cái ưu tiên phẫu thuật được, chúng ta chọn để bác phẫu thuật cho bệnh nhân. Như thế nào? Phẫu thuật như thế nào? Thiếu máu bán cấp tính chi thì điều trị như thiếu cấp tính chi, tức là tối cấp cứu, tối cấp cứu, làm thật cấp cứu thật nhanh. Đúng không ạ? Chẩn đoán thì như cấp tính chi, nhưng phẫu thuật thì theo hướng mãn tính chi, tức là kỹ thuật mổ thì rất là phức tạp, rất là khó. Xin lỗi các em tí. Alo. Tôi đang giảng bài nhé, khoảng một tiếng nửa tiếng nữa gọi điện lại tôi nhé. Hết giờ giảng rồi nên nó gọi thì phải nghe, không nhỡ cấp cứu thì chết. Nguyên tắc là tôi đi từ 1:30 đến 2:30 thôi mà. Sự ưu tiên phẫu thuật và cuối cùng là thiếu máu mãn tính chi thì chúng ta lựa chọn cái giải pháp hợp lý nhất cho mỗi bệnh nhân. Mục tiêu chính làm sao giảm triệu chứng và bảo tồn chi tối đa. Đấy nói lúc nãy rồi. Đấy là hai cái thái độ, hai cái phương pháp điều trị khác nhau đối với thiếu máu cấp và bán tính chi, bán thấp tính chi khác. Đây là thiếu máu hình, một số hình ảnh thiếu máu bán tính chi dưới được điều trị này. Ví dụ các bạn thấy cái động mạch ở phim tắc tiết ở trên cao mà ngón nó hoại tử ngón chân này. Đúng không ạ? Đấy, mạch thì rất sơ vữa, tắc lung tung, đúng không ạ? Thế còn chúng tôi muốn nói cái này thiếu máu cấp tính chi đây. Trong có cái hình mà có đen đen ấy là cái hình hay gặp nhất. Cái chi đang sống một cái tuần hoàn phụ rất là tốt, đang khỏe, tự nhiên tuần hoàn phụ nó bị khối tắc quách rồi. Thế rồi thế là xong, thế là cấp tính chi. Nhưng dù sao vì cái chi này đã là thiếu máu mãn tính đang tiến triển, cho nên nó còn sống được thoi thóp vài ngày nữa. Nếu các bác không làm gì cháu và cháu ra đi đấy, cháu tạm biệt các bác, cháu vĩnh biệt các bác, cháu ra đi đấy. Nên nên là gì, cho chúng ta 6 ngày chúng ta xử lý như vậy, cơ địa như vậy, nhưng mà nó chưa tắc và bây giờ nó là tắc, phải không ạ? Cho nên điều trị nó cái chuyện lấy khối phẫu thuật chỉ cộng trừ thôi, tiện thì lấy cũng có thôi, nhưng chủ yếu là phải điều trị như thiếu máu mãn tính chi, nghĩa là phải bắc cầu, phải làm mảng sơ vữa, làm các thứ, và thì lại các cụt còn cao do đến muộn và do cái điều trị chưa hợp lý. Vì cấp tính mà, cho nên là điều trị hợp lý. Các bản thân này về Đức thì tôi nhiều lúc buổi sáng ra ban nó không hài lòng các em ấy, thì rõ ràng bằng cấp nhưng cách xử lý chúng nó không hợp lý, vì chúng nó cũng vội cuống quá, đêm hôm không làm chẩn đoán được. Ví dụ chụp 6-4 lớp đêm là phải gọi cấp cứu, đặc biệt nó mới vào, không nó không vào, nó chỉ làm ban ngày thôi. Thì giờ muốn chụp lên cái mạch, muốn biết cái mạch phải làm ban đêm thì sao làm được, không có để mổ mò, giờ lúc này mổ mò không đúng, hay là em mở ra định bắc cầu nhưng mạch không thông thầy ạ, thế là thua rồi. Hôm sau lại phải theo dõi mà thêm một ngày nữa thì là chậm cái cơ hội cho bệnh nhân, và hôm sau nữa là bắt cụt. Đấy, thì lại bắt cụt vẫn còn cao vì rất nhiều nguyên nhân như vậy. Nếu chúng ta có thể làm chẩn đoán cấp cứu được thì rất tuyệt vời, đúng không? Thế rồi thôi, cái này để thêm thôi, đọc thêm vui. Không biết thì lúc nào lên tôi hỏi, cái này rất hay đấy nhé, nhưng mà thôi thì lúc nào lên hỏi sau vì không có thời gian. Cái phần cuối cùng tôi nói là chấn thương vết thương mạch máu, thì tôi thấy rằng là cái mảng chấn thương vết thương mạch máu nó chỉ là một cái chấm nhỏ giữa một cái vòng tròn to, nó gọi là bệnh học mạch máu, chỉ là cái chấm thôi. Tuy nhiên chúng ta các trong cái môi trường ngoại khoa tôi tập trung và giảng cái này rất nhiều, vì nó là cái hạt nhân, nó là cái thường xuyên, cái thường gặp, cái va chạm hàng ngày ra ngoài đường là gặp nó, thì chúng ta phải học nó, mặc dù số lượng nó trong tổng số một cái bệnh lý mạch máu nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà phải học nó rất nhiều, đúng không ạ? Đấy. Thương tổn giải phẫu bệnh, đây là vết thương mạch máu điển hình, tức là mạch máu vết thương đứt, dán phần đứt rời ra, tuy nhiên là các bạn thấy cái mũi tên đỏ, tức là máu nó chảy ra khỏi lòng mạch máu. Nguyên nhân chủ yếu là do các cái dao vật nhọn đâm vào và đứt mạch ra thì máu chảy ra khỏi lòng mạch, nghĩa là thương tổn chảy máu là rất là quan trọng, và kèm theo cái thương tổn động mạch thì có thể thương tổn thần kinh và tĩnh mạch tùy hành với động mạch, vì con dao nó vô tri vô giác, cứ đường đi nó có cái gì là nó chọc thôi, đúng không? Và có thể thương tổn cơ quan khác, nhưng mà tựa chung là cái thương tổn đặc trưng của nó là cái thương bên đứt rời nhưng mà chảy máu rất nhiều, và có thể thương tổn động mạch thần và thần kinh tùy hành, tĩnh mạch và thần kinh tùy hành bên cạnh, đúng không? Còn cơ chế chấn thương thì đặc trưng của nó là một đoạn mạch nó bị dập toàn bộ, hoặc dập nội mạc, hoặc là dập một tí nội mạc thôi, và trên cơ sở cái dập đó là huyết khối nó hình thành cái tắc mạch bên trong, cho nên chấn thương mạch máu là gì ạ? Tắc mạch và không có chảy máu nhá, mạch nó bị dập, huyết khối trong lòng mạch và không chảy máu ra ngoài mạch, và cái hình ảnh cuối cùng ấy là hình co thắt mạch,
Đấy, là cái trường hợp một là cái dạng chấn thương, cái đầu xương gãy nó ti và nó răng vào cái động mạch, nó làm kích thích làm co thắt mạch lại. Cái đấy thì cũng rất hay gặp ở cái gãy chân lược cầu xương cánh tay, đúng không ạ? Thương tổn của thính tĩnh mạch và thần kinh rất ít gặp trong chấn thương, không? Vì cơ chế nó không phải như vậy. Và đặc biệt trong chấn thương người ta có hai cơ chế, các bạn nghe để hiểu thôi. Cơ chế trực tiếp tức là cái gì nó đập vào cái mạch máu ấy thì nó chấn thương trực tiếp. Đây là cái xương, cái thớt ở dưới cái vì cứng nó đập vào cái mạch này thì là chấn thương trực tiếp, cái đó rất ít gặp, dưới 10% thôi. Cơ chế gián tiếp rất nhiều, gián tiếp tôi là nó không đâm vào đấy nhưng nó làm gì gãy cái bơm chày, nó gãy cái xương đùi, nó gãy cái bơm chày, và chính cái chỗ gãy nó răng xé, nó làm nát cái mạch, không, nát cái mạch kheo, nát cái mạch đùi, thì đấy là cơ chế gián tiếp. Thì cái đấy là cái cơ chế chủ yếu của cái gãy xương. Khi chúng ta nói được cái điều đó thì chúng ta chẩn đoán chấn thương mạch máu dựa vào cái gì ạ? Dựa vào gãy xương. Thế mới hay. Từ khi tôi đưa khái niệm ấy vào thì tỷ lệ sót đang từ 10 xuống còn 1-2 thôi. Sót thương tổn hầu như không bao giờ sót. Thay vì chúng ta chẩn đoán thương tổn mạch thì chúng ta chẩn đoán gãy xương, cứ gãy xương đấy đi tìm mạch thì ra, đúng không ạ? Rất đơn giản. Thì nếu chúng ta quan điểm đi tìm mạch thì ông nào cũng sót hết, sót tuyệt toàn bộ luôn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy gãy xương của tôi chết rồi, gãy xương này là phải đi tìm mạch, là chúng ta không bỏ sót nữa, đúng không ạ? Thì các bạn biết tưởng tượng một cái đứt mạch kheo cộng với gãy mâm chày, xin lỗi chả ông nào từ bác sĩ đến bệnh nhân đau ở bố được tập trung vào gãy xương, chứ ai để ý cho mạch máu làm sao được? Thường xuyên là như thế, kể cả có dạy luôn đấy. Thưa thầy dạy em biết là cái chỗ này hay bị mạch lắm, nhưng mà em lạ lắm thầy ạ. Hôm em mổ ra chả chảy giọt máu nào, thế bây giờ chân nó thối hết rồi. Quên bố mất là chấn thương nó có chảy máu đâu. Đúng không ạ? Đấy, thế là thôi, xong phim đi cái chân thằng bé 19 tuổi, rất trai Hà Nội. Mà nhẽ bây giờ bảo trò làm sai nó kiện nó đi tù à? Đành thấy hớt đứng ra bảo ảnh như là chưa sai, nhưng mà chưa đúng nhưng mà không sai. Thế sao là phải cho đấy, khổ thế đấy, đau lòng lắm ạ. Cuộc sống rất nhiều thứ mình không nói thật được hết đâu. Cái diễn biến sinh thiếu máu thì giống như vậy, giống như là thiếu có tính chi, nó là chấn thương, vết thương, hoặc là chẩn đoán thì dựa vào cái vết thương thì dễ, chấn thương thì khó. Tại sao vết thương dễ? Tại vì dựa vào vết thương trên đường đi mạch máu này, không, đấy lâm sàng này, rồi hội chứng thiếu máu cấp tính chi ngoại vi và siêu âm Doppler nếu cần, chụp mạch hầu như không cần thiết, không cần dùng đến, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà chấn thương thì lại cần, chấn thương thì lại rất dựa vào lâm sàng nhưng phải có siêu âm Doppler mạch, và nếu có thể một số trường hợp khó có thể dùng đến chụp mạch, không? Đấy. Giai đoạn thiếu máu tôi nói rồi. Hội chứng thiếu máu cấp tính chi tức là đối với vết thương ấy thì là gì? Tại chỗ thấy vết thương làm cho đi mạch máu. Cái chi phía dưới vết thương đó là hội chứng nó có tính chi. Hội chứng nó có tính chi như thế nào thì đây, màu da, chi màu da thì nhợt, tím, nhợt đi, chi lạnh, vận mạch đầu ngó giảm, nó bóp xong thả ra mãi chả hồng lại. Quá 5 giây là nghi ngờ, quá 15 giây là chẩn đoán xác định là thiếu máu, chi. Rối loạn vận động tức là co duỗi không giảm đi rồi mất. Rối loạn cảm giác là tê rồi là mất cảm giác. Đau phù nề bắp cơ, nó thiếu máu chuyển giai đoạn còn hồi phục sang không hồi phục, tức là bắt đầu nó hoại tử tổ chức thì chân, bắp cơ nó sưng tướng lên mà nó đau. Đó. Rồi thiếu máu hồi phục hoàn toàn tức là cứng khớp rồi hoại tử chi vân vân. Đấy là những cái dấu hiệu. Đối với vết thương động mạch thì như vậy, còn chấn thương động mạch thì chủ yếu là gãy xương, một số cái vùng gãy xương tức là quanh khỉu và quanh gối, quanh khỉu và quanh gối, đó cái hai vùng gãy xương nó là chúng ta chẩn đoán. 90% bây giờ có 10% là cơ chế trực tiếp thì nó đập vào chỗ nào bị chỗ đấy thì thôi, ít gặp, gặp cái nào thì chẩn đoán cái đấy, còn 90% còn lại là gì? Cứ gãy xương chỗ này thì là bị vào mạch, đặc điểm nó như thế, đúng không? Chi phía dưới là hội chứng nó có tính chi, nhưng mà hội chứng thì có tính chi của gãy xương nó khó chẩn đoán hơn của vết thương. Vì nó lu mờ và dấu hiệu gãy xương nó cũng sưng nề, nó cũng tê bì, nó cũng giảm vận động. Gãy xương mà. Thế nên là rất khó, nó dễ lẫn với dấu hiệu của gãy xương, chúng ta hay quên mất cái động tác ấy. Cho nên là tỷ lệ bỏ sót thương tổn mạch máu trong gãy xương cao rất nhiều ở trong cái vết thương. Một cái nghiên cứu ở bên Đức cách đây 7 năm của một sinh cao học làm thì tỷ lệ sót của vết thương mạch máu không xử lý thì đầu là 2%. Trong đó chủ yếu là không phải chẩn đoán ra, chẩn đoán được nhưng khó quá không xử lý được, cứ để theo dõi. Trong cái đó tỷ lệ chẩn đoán sót của chấn thương mạch máu trong thì đầu là 30-mấy%, tỷ lệ cắt cụt cuối cùng là gần 20% do sót và đau đớn không. Thế nên là tỷ lệ sót rất là cao. Điều trị thì đối với vết thương thì là sơ cứu, có bốn cái động tác này. Điều trị thực thụ thì là khâu nối, nếu mà mở cân phải mở cân, nếu mà ở giai đoạn thiếu máu cái đường nâu ấy thì phải mở cân kết hợp, vì tổ chức bắt đầu nó chết một phần rồi thì nó sẽ phù nề và gây thiếu máu chi nặng, nên bắt buộc phải mở cân. Hầu như không có thắt mạch chỉ có nhiễm trùng trước thôi, cắt thụt chi khi nó hoại tử cứng khớp. Thế còn đối với chấn thương thì là cố định xương gãy, sau đó thì nối mạch máu, nên mở cân vân vân, giống như vậy thôi. Đây là kỹ thuật khâu nối mạch máu tận rồi tận bên vân vân. Đấy, đây là kỹ thuật mở cân. Trường hợp mà bị thiếu máu chi, người ta mở cân thì người ta mở cân bên cân sau đối với cả cái chân này. Mở xong là vài hôm vá da lại, nếu nó nhỏ thì khâu lại hoặc là vá da, không có gì thì bây giờ nó đơn giản lắm. Các vết thương mạch máu thì ở vào vùng khác, có thể bị vùng cổ và nền cổ. Vùng cổ thì cứ 50 vào động mạch đốt sống, 50 vào động mạch cảnh chứ không phải là cứ vào cái cảnh cả nhá. Đâm phía trước lại thì vào cảnh, mà chặt phía ngang lại thì vào đốt sống nó nằm ngoài hơn động mạch cảnh, không?
quay động mạch chủ đấy thì bị chấn thương, hầu hết là chấn thương, vết thương không gặp. Cũng thể động mạch chủ ngực đấy, không động mạch chủ ngực là quay động mạch chủ, xin lỗi, là có vết thương chứ chấn thương ít gặp. Còn động mạch chủ ngực phần eo ấy thì là chấn thương là chính, không động mạch chủ bụng trên thận dưới thận, tĩnh mạch chủ dưới thì chủ yếu là gặp trong vết thương, chấn thương rất hiếm gặp. Không mạch tạng thì trong chấn thương hay gặp hơn, mạch phổi thì cả trong chấn thương vết thương đều có thể gặp như nhau. Đấy là những cái mà tỷ lệ ít gặp thôi nhưng có thể gặp như nhau, các cái thương tổn có thể